ơn vậy đó. Là cái năm đó không nhớ ngày, nhớ cái năm 78 79 á, là ở trên trời xuống về như ban đêm thì mình thấy như là chớp rồi nổ chát chát vậy đó. Từ sáng xuống thì nó dài xuống dưới bãi cái này là nó bằng đẻ hết trơn vậy nè. Rồi cũng có người chết trôi xuống dưới cái kinh Mương Tiền. Kinh Mương Tiền hồi xưa là cái cầu sắt, cái cầu sắt bề ngang khoảng chừng 5-6 mét nè. Ủa bề dài chứ, bề ngang khoảng 5-3 mét. Thì lúc cô thấy cục đá nó bự như cục đá đó không cô? Trước mặt bên đó có cái cục đá bự lắm. Cục đá lăn xuống dưới là bự như nó bằng mấy cái nhà mình vậy đó. Còn đá nhỏ thì thôi đi, nhiều lắm. Rồi, cảm ơn cô nhiều hen. Bỏ cô nó bỏ ra cho. Cái giấc mơ mà cô thấy cái đá chài đó là đá nó cái đó thấy thiệt chứ không có mơ. Là thấy thiệt á, là nó chập lại nó sẹt lửa, sẹt lửa không, nhá lửa đúng không? Ở dưới chi lăng nhìn lên là thấy lửa chớp như là sao, mà như là đa hai bên đụng nhau mà đạn bắn. Hồi xưa bị gì tôi có, hồi xưa chưa hòa bình tôi có coi đụng vật, tôi thấy đụng vật là hai bên bắn nhau như lựu đạn nó nổ mà chớp. Cái này lâu chưa cô? Mấy chục năm rồi chú. Yeah. Năm 1978. Lửa năm lửa núi mấy chú chắc vì mấy chú còn nhỏ mấy chú không biết. Yeah. Không nghe ai kể. Yeah. Chứ ở đây thì nói chung ở xứ này thì cũng ít người tu lắm chứ. Yeah. Mà dân mình người nào tu thì hưởng, còn người nào không tu thì ráng mà bây giờ còn tu kịp. Bây giờ mình tu chỉ niệm Phật thôi cũng kịp nữa. Còn chứ thằng còn chờ đợi dân mình rủ nhau niệm Phật chứ không phải là trễ đâu. Yeah. Coi như hồi xưa năm 1939 ha, thì Đức Thầy nhắc nhở mình để quay đầu là ai là thật chưa mộ đạo. Yeah. Nhưng mà nó cũng đã gấp rút lắm rồi. Mấy chú coi thời sự rồi mà nước ngoài thì mấy chú coi kinh giảng nữa là mấy chú mới biết được. Mấy chú kết vô thì nó y gan, không có xê cái chỗ nào mà nó la lâm le vô để nó dành cái núi cấm, thì mấy chú biết trong cái núi cấm nó có cái gì. Dạ, núi cấm nó có cái gì à? Cái ông mà mấy chú bắt cái liếc lên cái ông gì nè. Cái ông gì mà ông giữ cái tài liệu mà hồi xưa ông đi xuống dưới ông khám phá rồi ông gửi lại Đức Thầy thì bây giờ ta lộ ra hết rồi đó. Dạ, yeah, bắt Nhật Lan nha. Bắt Nhật Lan đó, cái đó là có sự thật luôn đó. Y gan dẫn thầy luôn, không có chỗ nào sau này núi cấm nổ ra thì cái đèn vàng nó lộ ra thì coi như là cái kim loại ở trong núi cấm đó, nó bự, nó lớn lên. Cái vỏ núi cấm thì nó đâu có lớn, thì tất nhiên nó phải bung, phải nổ ra nó lộ đèn vàng ra thì 18 nước nó vô nó dành. Thì lúc đó Đức Thầy về. Mà Đức Thầy hồi đi làm sao nữa là nước Thầy về y vậy. Yeah. Chứ Đức Thầy về không có khác. Nhưng mà theo biết đó, mình nói nghe thôi ha, là có người biết Đức Thầy về năm 1917 rồi. Nhưng mà Thầy chưa có ra mặt. Còn ảnh, những có người đạo tu lâu năm người ta mới biết thôi. Nhưng mà người ta không có lộ quyền cơ ra đâu. Chứ không phải chưa về đâu, về rồi. Nhưng mà còn chờ đợi thời cơ chín mùi mới là lộ. Khi mà cái ông Sáu Năm Chèo đó, mà ông ra ông nuốt người hung đó, Đức Thầy mới thu phép lại. Yeah. Thu phép lại để cứu những người tu hiền. Chứ ông Sáu Năm Chèo sau này không phải ông lội với nước đâu. Sau này là ông chân không, chứ ông không có lội với nước. Khi mà Đức Thầy ra hiệu lệnh mà cho ổng mà thu hình lại là thành một con khủng long á, Đức Thầy cởi ổng, ổng múa ở trên không. Theo như giảng Thầy nói là như vậy. Yeah. Vậy thì đến lúc đó nếu mà là... coi giảng coi cho kỹ hen, rồi nghiên cứu cho kỹ mấy người tu người ta biết, nhưng mà người ta đâu có lộ thiên cơ ra cho quân đạo mình biết, chỉ phiên mình tu thôi đó. Như cái ông Nhật Lan gì đó, ông xuống dưới ông lên hỏi ổng, ổng đâu có dám nói, mà ổng chỉ nói là có một mâm cơm khi dở là ăn thì ráng mà tu đi đó. Thì ổng nói cái đó là ổng nói quyền bí, ổng nói thiên cơ, nhưng mình coi trong giảng Thầy mình mới xét ra là lý do gì mà ổng nói là chỉ có một mâm cơm ức cái lòng bàn mình dở ra, mình tới đó lo tu đi rồi dở ra ăn. Đó, thì mình tu rồi sao mình mới giữ được cái hội Long Hoa, mình mới thấy được cái đền vàng trong đó. Cái gì? Yeah. Yeah. Vậy là mai sau là một tiếng sống hay là ba tiếng sống cô? Cái đó thì mình coi trong giảng mình mới biết, cái từ mình cũng không dám nói. Không dám nói cái đó là chứ. Mấy cái đó không dám nói. Chi tiết lại cái giấc mơ mà cô thấy cái đá chài đó là đá nó... Cái đó thấy thiệt chứ không có mơ. Thấy thiệt á, là nó chập lại nó sẹt lửa, sẹt lửa không, nhá lửa đúng không? Ở dưới chi lăng nhìn lên là thấy lửa chớp như là sao, mà như là đa hai bên đụng nhau mà đạn bắn. Hồi xưa bị gì tôi có, hồi xưa chưa hòa bình tôi có coi đụng vật,
Tôi thấy động vật ha, là hai bên bắn nhau như lựu đạn nó nổ mà chớp chớp chớp. Cái này lâu chưa cô? Mấy chục năm rồi chú. Yeah. Năm 1978 rồi. Nghe lửa. Năm lửa núi mấy chú chắc vì mấy chú còn nhỏ mấy chú không biết, yeah, không nghe ai kể. Yeah. Chứ ở đây thì nói chung ở xứ này thì cũng ít người tu lắm chú. Yeah. Ở núi non mà ít người tin như chùa Phước Điền là chùa của Đức Thầy nè. Ở đây mà chú mấy chú ra đó ít có người tu. Yeah. Ít có người biết cái núi này luôn nè. Yeah. Ngộ vậy đó. Còn ở tu nhiều nhất là ở chợ mới An Giang là có dân tu nhiều, là quê của tôi đó. Dạ thưa cô thì nếu mà ở đó là người tu nhiều. Dạ thưa cô nếu mà tín đồ mình tu nhiều kia cái đại nạn chiến tranh rồi nó sẽ không đến không cô? Thì ở chợ mới nào giờ đâu có chiến tranh đâu. Chú thấy hồi nào giờ ở đâu có chiến tranh, chợ mới không bao giờ có. Có một lần mấy ông cách mạng này đi lạc qua cái đường chợ mới rồi đụng mấy ông Mỹ đó. Rồi mấy ông bao dây ở dưới đuôi đùng sung đó là chết có đợt đó thôi. Không có khi nào có đụng chiến tranh. Yeah. Chiến tranh bên Đồng Tháp mà chợ mới đó qua cái sông thôi mà. Không có. Bởi vì đạo tu nhiều lắm. Đúng đạo nhiều lắm. Cái đấy anh hỏi là nếu mà tu hết á thì có thoát được cái tam thế chiến không? Nếu mà tu hết á. Nếu mà người tu á. Cũng chết chứ không phải không chết, nhưng mà sau này chư thần ta cứu hết. Cũng ta sao? Cứu mình sống lại hết. Đức Thầy về, Đức Thầy cứu hết. Bởi vì mình ngồi đây nói chuyện với Đức Thầy biết hết rằng mình nói không phải là mình tội chết cái luôn. Lúc mà cô gặp, không dám nói trật đâu. Gặp mà bây giờ mấy chú nghĩ đi, hồi xưa tại sao Tây nó bắt Đức Thầy, cha tôi kể lại nha, lúc đó tôi cũng 4-5 tuổi rồi. Tây nó bắt Đức Thầy mà nó đổ, nó xiết mà nó đổ nguyên chất mà Đức Thầy không chết. Không chết. Rồi nó lấy đá nó neo Đức Thầy, nó thảy xuống dưới sông biển nha. Một hồi thì quay lên gặp Đức Thầy trên bờ. Yeah. Vì chỗ đó mà nó mới đầu phục Đức Thầy. Hồi đó Tây cũng có người tu nha. Nó đầu phục Đức Thầy, nó xin là làm đệ tử Đức Thầy nữa đó. Hồi xưa. Hồi, bởi vì tôi lúc đó tôi còn nhỏ nhỏ nhưng có nghe là Đức Thầy về giảng đạo ở chỗ Đình Ông Trưởng đó. Ở đó hồi xưa người ta một cái ấp là người ta phải làm một cái đài nó giảng. 14 rằm là lại đọc giảng. Hồi xưa tôi nhớ tôi có cha tôi có dắt về đó đọc giảng. Đức Thầy có đi ngang qua ghé đó giảng đạo một cái, mình nghĩ như vậy đi, như người mình vậy nè, giảng đạo như đọc giảng vậy rồi thôi, mình nhớ mang máng vậy thôi tới giờ thôi. À vậy là cô vậy nghe đó. Gặp Đức Thầy luôn hen. Ừ, hồi xưa mình còn nhỏ nhỏ mình theo cha mình á, cha mình đi đọc giảng thì cha mình phải dắt mình theo để cho mình biết cái đạo nó như vậy vậy đó. Cha tôi đó có cuốn Kim Cổ Kỳ Quan của ông ba nữa đó. Dạ. Yeah. Hôm trước tôi cho hồi năm đó tôi khoảng chừng cái năm 79-90 gì đó là tôi gặp cái ông già đó giống cha tôi quá, tôi mới cho ông thỉnh. Thì ông nói ông thỉnh về tổ đình, thì khi vô nhà tôi á, ông thỉnh ra thì ông bước ra tới cửa thì ông mất tiêu. Trời. Rồi tôi mới lại đây tôi hỏi chú Hòa nè, tôi hỏi chứ chú Hòa bây giờ nghe mấy chú kiếm cung cổ kỳ quan để cho giảng đạo ra cho bổn đạo biết mà tôi có cái cuốn đó vậy vậy đó mà tôi cho thỉnh vậy, cái chú Hòa nói vậy là phải rồi cô ơi, thôi đi cô đừng có tìm nữa, lệnh trên ta sai xuống ta thu rồi. Cái đó là lệnh trên sai chư thần xuống thu đó chứ không có phải người phàm đâu. Cái ông già đó là râu tóc bạc không có? Y gan cha tôi luôn tóc tới đây ha. Mà cha tôi hồi đó đầu bạc, râu ổng tới đây nè. Tóc thì cái đầu bới cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà trắng phiếu vậy đó. Cha tôi đó tốt người đó. Một mét chín mấy lần đó cha tôi. Yeah. Rồi tôi nhìn thấy ổng giống mà cha tôi cái trắng trợt, cha tôi đẹp người lắm. Là ông già đó tựa tựa gan như luôn. Ừ, giống giống vậy đó mà ông ngồi bên cái như gì cái chiếc đò Nam Giang hồi xưa á, là Long Xuyên nó có chiếc đò chạy về chợ mới nha, một kiếm một. Tôi đi tôi nuôi bệnh cháu tôi đi về tôi gặp ông ngồi đó, cái ông mắt quay nè. Ông nói cô có cái căn lắm đó nha, cô ráng tu. Mà hồi xưa tôi gái chứ tôi không có chịu có chồng. Tôi cự lắm cha má tôi mà hồi cha tôi còn sống thì tôi ưng, không ưng thì thôi cha tôi không có gả đâu. Có sau này má tôi bà sợ tôi ở là anh em thấy anh em ăn hiếp tôi đó. Rồi bà sợ bà ép tôi bà gả cho chồng tôi là tôi cũng như tôi mắc cái nợ không vậy. Ưng ổng rồi tôi cực khổ lắm. Là 33 tuổi hồi xưa chú biết 18, 19, 17, 18 là người ta gả hết trơn à. Tôi ở 33 tuổi. Rồi tôi hồi đó tôi dạy học trò dạy mai cũng đông lắm. Nhưng mà chị em bây giờ kiểu như đất cát đó với chú dành ăn quá rồi. Tôi nhường hết tôi đi tu. Dạ. Yeah. Thì cái cuốn Kim Cổ Kỳ Quan đó là cô có xem từng đọc lần nào không cô? Chữ á thì chữ viết bằng chữ mực mài hồi xưa chữ tàu. Dạ. Còn giấy á, thì nó rất là mỏng mà cái màu nó vàng vàng chứ nó không phải như giấy giờ mình đâu mà nó dày vậy nè mà nó bự vậy nè. Đúng. Nó cao vậy nè, bì dưa bì ngang vậy nè, nó dài, một đứa nít 5 tuổi bưng không có nổi đâu. Dạ. Cuốn đó của ông ba ở chỗ Mỹ Hậu Đông á. Dạ. Mấy chú thấy linh nghiệm ông ba mà cái sông Mỹ Hậu Đông mà chỗ ông Năm Chèo nằm đó mà lỡ đâu lỡ chứ mộ ông ba không bao giờ lỡ, mấy chú thấy không? Ừ. Mới vừa rồi lỡ đứt cái biệt thự đó. Lỡ bước cái biệt thự xuống sông, thở lặng dưới nó lấy lên thì rồi. Có một cái lời tiên tri nó chừng nào mà
lỡ tới mộ ông ba là đời tới đó cô. Cô có nghe câu đó chưa? Thì cái đó trong giảng mấy chú coi mấy chú biết rồi. Mình nói nhiều quá rồi nhiều khi nó xê lệch cái rồi mấy ông đạo này người ta không có chịu đâu. Tôi không có dám nói cho ai nghe trên cái chuyện tôi thì ở gần đó đó, gần mộ ông ba đó đó. Đó xuống đó khoảng cây số à. Linh nghiệm lắm. Có cái cô kể đó, cô kể rành đó, cô ở ngay đó luôn, cô kể bữa đó đó. Ngày mấy tháng mấy cô nói luôn, cô đâu có sợ đâu. Bữa tôi coi trên clip cô nói đó. Cô nói là ngày mấy tháng mấy sẽ chỗ đó sẽ bị cái gì cái gì cái gì đó. Cô biết hết trơn, bị gì thợ lặn, thợ lặn dưới lên, ta kể cho cô nghe đó. Cô kể cái một chuyện lặn, thợ lặn là bà sao mà cô kể. Thợ lặn thì tôi không biết. Tôi chỉ nghe người ta nói lại thôi, tôi đâu có nhớ hết. Thợ lặn lặn dưới ta lấy đồ của ghe, đồ tàu, đồ chìm đó. Ngoài câu chuyện mà nước cấm lỡ ra vậy còn câu chuyện nào nữa không cô? Không, tôi biết nhiều hơn. Tôi chỉ biết là tôi ở trên đó tôi thấy cái ông cọp mà hồi xưa anh tôi ông hay đi lấy thuốc nam. Mà nghe nói là tôi nghe bác xui ở đây nè, ông kể lại với cha kể lại hồi xưa đức thầy trị bệnh ở chùa Phước Điền nè. Thì có một ông hổ, ông bị ăn cái gì mắc cái xương ngang vậy, ông ngồi ở xa trại vậy nè. Rồi ông đức thầy mới ra kêu bổn đạo là đình lại phan hút thuốc cho dân, cho gia trị gia cho dân uống là bằng nước lạnh không à, mà hết bệnh á, bệnh diễm hết. Thì ra thấy ông hổ ông ngồi mà ông cô rút vậy nè, mà ông ốm lắm. Mình nghe bác xui kể lại, bác xui chính bác xui cũng thấy nha. Rồi bác xui nói vậy đó, rồi cái đức thầy mới nói sao rồi đi ăn bậy bạ rồi bị mắc xương phải không, bây giờ nếu mà hứa với tôi một điều á thì tôi mới trị cho hết bệnh. Cái hỏi cái ông đức thầy mới nói bây giờ hứa với tôi là bổn đạo tôi đi kiếm bị hồi xưa trị thuốc nam rồi chú đâu có thuốc tây đâu, hứa bổn đạo tôi lên núi kiếm thuốc rồi phải né, để bổn đạo tôi sợ rồi bổn đạo tôi đi kiếm thuốc không được để trị cho bổn đạo vậy đó. Cái ông gật đầu rồi đức thầy vuốt ông ba cái rồi ông gật đầu ông cảm ơn cái ông đập đuôi vô rừng, là cái đó tôi nghe vậy. Và cái thứ hai nữa là khi tôi đi lên núi thời gian nó gái cho tôi ham đi theo mấy ông bổn đạo lấy thuốc nam lắm. Thì cái núi cấm hồi xưa đó, cái hang ông hổ đó, bây giờ mà người ta làm có đường đi xuống nha, chứ hồi xưa cái vách đá nó đứng vậy nè chứ, thì cái hang ông hổ ông vào cái hang ông ở trong đây nè, đặng mà ông né dân mình đi kiếm thuốc nam đó. Thì người ta đi xuống đi bổn đạo nhiều khi đi 30 người nha, có người dám xuống có người dám xuống, hồi đó con gái mà tôi dám xuống, tôi xuống cái ăn mà anh nói dám xuống nữa dám, thì cái nó có cái cây lớn gì nè chú, có cái rễ cây thòng xuống, mình muốn xuống hang hổ mình phải nắm cái rễ cây ha, mình đu ra mà ngộ lắm, làm như cái thằng ta làm cho mình xuống giếng vậy đó, có một cái vách đá mình đu bỏng ra cái mình dập vô cái có vách đá mình bám cái tay vô là mình chung vô hang hổ. Như vậy đó. Rồi vô chổng á thì cái hang ổng nó không có bự, nó tròn tròn như cái bự hơn cái thúng dạ hồi xưa mình đựng lúa thôi, ở trong đó nó có cái vũng nước bên lớn vậy nè. Mấy chú đem thường thường bổn đạo người ta đi tôi biết là nếu mình đem chai theo múc nước nó vừa uống cho mình giỏi của chư thần ta để cho ông khổ uống á. Thì tôi có đem theo hai cái chai mà hồi xưa chai sầm nha, chứ không có chai mũ này, tôi đem theo chai nước biển tôi múc, cứ múc bao nhiêu bây giờ nó cũng vẫn còn vậy mà nước nó trong veo à, trong veo luôn hả? Là chính tôi có múc mà, đó mà tôi biết đó. Vô đó chơi lần ấy chứ nó có tanh mùi hổ không cô? Không, khi chú lại đó ha, là chú đứng trên chú dành xuống đi ăn là bổn đạo nói ông hổ ơi bữa nay cho bổn đạo xuống giếng ông nha, thì chú nhìn chú thấy ổng đi nhưng mà không có thấy ổng, thấy cái lá cây nó rung qua lại là ổng đi qua cái hướng vô cấm á. Bên đó là cái vô cấm ít có ai dám qua đó, là đi thú dữ mà, còn thú hiền là ở bên vô bên đây vô chư thần bên đây. Còn cái chùa Phật lớn đó mấy chú biết ha, biết sao mà có cái danh là chùa Phật lớn không? Hồi xưa chẳng nhớ chùa Am á là nó cốc nhỏ nhỏ mà, nhưng mà người ta có đúc cái tượng xi măng á, ta thờ cái hình Phật lớn á, là nói ông Phật lớn thôi chứ thằng A là vậy đó. Rồi cái danh cái sau này người ta mới tô phết được thêm, người ta tạo hình được thêm là chùa Phật lớn, làm chùa đồ lên thì rồi có cái danh là chùa Phật lớn. Cảm ơn những câu chuyện mà nhiệm của cô. Thì để trở lại vấn đề chính đó, là cái câu chuyện mà núi chài đó là chư thần đã báo rồi nhưng mà những người đó ta không có tin, không tin thì chết. Khi dễ chờ Phật ta không có chịu xuống là bị cái gì thì bị chết, bị lỡ đá đè chết. Còn xác không? Không, cái đó mình không biết, nghe nói gia đình chết hết thì chắc ta cũng lên lấy xác xuống chôn nhà nước đồ người ta tới chứ đâu phải bỏ không. Thì mình chúng đứng ở dưới mình coi thì người ta nói giờ gia đình mà chăng chết chứ không còn ai, mà thật sự là cái nhà thì ở kế nhà bà Út về thì chết hết, thì dọn dẹp về xứ hết, xứ ở ngoài Cả Dầu á. Dạ, cốt là người thật là cho cô nghe hen. Không, mình ở đó mà. Bởi vì mình hồi xưa là ở dưới quê mình bằng ruộng á. Cha mình tới 200 cất ruộng nè nha.
Nhưng mà hòa bình rồi nhà nước lấy hết. Lấy hết rồi năm đó tôi lên này tôi mua phơi mì ở trên núi này đâu có ngập nước. Thì bà Út mới mua phơi mì chịu cho tôi chèo đi xuống Ba Thê nó sập bán. Rồi về lên miễn nhà bà Út có công chuyện thì ở tiếp. Bởi vì nhà bà Út của mình ông anh rể à. Cái đó là bắt xui. Thành ra anh rể thì ông đi mằng, ông ít có mằng rẫy ruộng được. Mình dành ruộng rẫy thành ra lên ở tiếp. Lúc đó còn nhiêu tuổi con? Năm đó tôi mười mấy tuổi à, 17-18 tuổi à. Năm nay bốn mấy năm rồi. Bốn mấy năm chục năm rồi. Dạ, như vậy là... Lúc nuôi nó lỡ chắc tôi cỡ 20 hay ngoài. 20 tuổi là dòm thấy tận mắt là đá thấy... nó chài xuống luôn hen. Dạ, thấy vậy. Sáng xuống nói xuống hen, dùng cây tre đồ nó hen, đá nó chài của nó bằng địa. Không còn phá lấp hết mấy cái hố đồ kia phá lấp bằng cũng như là thành ra không ai chịu tu hết. Còn như ở cùng quê với tôi đó thì người ta coi kinh giảng ta rất là sợ. Ta biết, ta sợ bởi người ta tu nhiều lắm. Rồi có người nói, ừ, đó tu mấy chục năm giờ chết đó có thấy gì đâu. Nhưng mà thật sự bây giờ có hết rồi. Thấy hết rồi chứ không phải không thấy. Nhưng có người không tin thì không thấy. Vẫn có hết. Nhưng mà tôi nói thiệt với mấy chú kinh giảng thì tôi coi nhưng tôi không có có mà kiểu mà thiết ra rằng. Nhiều khi mình coi mình nghĩ cái đó vậy vậy nhưng mình nói ra nó không có được, không có biết nói. Có mấy chú muốn ấy thì hỏi cái chú Thắng ở trong ngồi trong bàn trong đó. Với cái chú Hòa là chủ cốc ở đây nè. Bởi vì dầu gì chú kinh giảng chú cũng có thao lược nhiều hơn mình. Mình chỉ biết cái đạo này để mình lo mình tu hiền, mình lo ăn hiền ở lành. Mình lo làm phước như có mằng có nhiêu tiền thì đi ai nghèo làm phước vậy thôi, biết vậy thôi. Dạ dạ để biết. Chứ còn cái thiên cơ hay là cái gì mầu nhiệm của thánh thần mình không có dám dự vô để nói đâu. Nói rồi thê chịch cái tội dữ lắm. Dạ đúng rồi. Tại vậy đó. Dạ dạ để biết rồi, để hỏi cô nè. Có nghĩa là bây giờ á có cái này nè chú, cái mà ông gì ông nói mà ông đi xuống dưới đó. Bá Trực Lan nha. Cái đó là ba người đó nói cái đó là có đó. Nhưng mà quyền bí là chưa có lộ ra hết. Nhưng ta lộ ra bấy nhiêu đó là mình coi trong giảng thầy. Bởi vì giảng thầy tôi cũng có coi từ đoạn. Chứ cái mấy cái khúc mà quan trọng thì tôi chưa có coi tới. Bởi vì thời gian mình không có. Ít có coi kinh giảng nhiều. Mình chỉ bắt lên mình nghe rồi mình kinh nghiệm ra. Mình nghĩ là cái ông giảng thầy nói là mấy cái đó là có hết. Dạ, theo con nghĩ giống như là hiện giờ đang đậy lên trên như ha. Chừng nào sấm nổ là nó dở còn ra. Cái cửa đó, cái cửa mà bữa đó chiếu nói cái chú đó bổn đạo mà dắt mấy chú quay clip này đi đó coi là cái cửa đó đó. Cái cửa đó hồi đó bắt Nhật Lan đi vô. Bây giờ là chưa thằng đóng lại rồi đó, chưa có mở đó. Cái đó là cái cửa đi đi vô rồi xuống dưới đó đó. Yeah. Bây giờ mấy chú thấy đi. Trung Quốc nó qua nó mua đất ở bên Campuchia với mình thì giáp ranh vậy nè mà nó cắt nó chạy nó ở đó đâu phải nó cắt để mà nó làm công ty đâu. Nhưng mà thật ra nó qua nó mua nó làm công ty chứ đâu phải đâu. Bây giờ nó dí đặng mà nó lo là nó chiếm cái núi cấm. Chứ thấy rõ ràng gan như trong kinh giảng nói đức thầy nói sau này đó. Bây giờ Trung Quốc bây giờ nó bắn ở ngoài biển mấy giờ đó mấy chú thấy không? Bây giờ nó bắn tàu của mình đó. Vậy ha. Rồi ngày qua kia tin tức nói là ông gì nè? Hun Sen. Không, cái ông gì ông ra lệnh là bây giờ cho bắn rồi đó, cho Việt Nam mình bắn lại rồi đó. Là mấy chú thấy tới rồi còn gì nữa. Vậy là chừng nào miên vậy là tới luôn ha. Đó mà đụng nhau rồi thì trong này nó nổ cái thì bắt đầu tới luôn rồi còn gì nữa. Dạ, thì năm nay là năm dần rồi. Dạ. Đó. Còn không quá 3-4 năm nữa là xong. Không cái đó mình nói thôi chứ không biết phải không người mang cái tội nha. Dạ. Nhưng mình thấy thực tế là nói như vậy là y như trong giảng rồi đó. Thì Tứ Thánh có nói cô qua lộ dân giáo máu tràn thành sông cô. Dân giáo là ở đâu cô? Dân giáo đây nè. Dân giáo gần núi Cấm đây nè. Lộ dân giáo đây nè. Dưới này nè. Chỗ này đâu khúc này nè. Dạ. Nhưng mà cái thời gian lộ dân giáo máu chảy thành sông Thương Thành Núi nó cũng đã có rồi. Cái năm miên mà nó giết bên bót nó giết dân mình. Giờ mấy chú vô cái đống thương đó chắc thành núi. Còn cái năm đó thì mấy chú không biết đâu cái năm đó hen là cái cô Duyên mà cô ở trên miền nó giết á nó đưa vô chùa cái nó bắn nó ria vậy nè cổ làm bộ cô ngã xuống máu chảy trên mình của cô nó nóng như nước sôi vậy đó. Máu mà chảy vậy đó. Thì cũng chảy là lộ dân giáo linh binh hết trơn cái đâu có ít năm đó chết dữ lắm mà nó giết dân mình á rồi cô xuống cổ mới tối cổ mới bò ra cái đường xuống Chi Tôm cổ bò xuống số năm nữa cha tôi xuống như tới chạy ruộng cha tôi mới bắt về nuôi cái đó là sự thật luôn đó. Là cổ lớn con lắm cha tôi thấy tội nó hỏi thăm cổ mới kể vậy thôi ở đây với bác đi bác nuôi rồi nhà tôi hồi đó bị có 2-3 anh em trai cái ở xóm người ta nói là thấy cô này cổ thấy cha mình bọc cái cổ mằng giỏi đó
cái người ta nói cha tôi lợi dụng thấy gì thôi, cha tôi mới đưa lại cho đằng kia ở, rồi cha tôi cho gạo, cho tiền, cho quần áo mặc gì đó, lấy quần áo tôi đó cho chị mặc. Thời điểm nó cũng khó khăn lắm, thời gian và mới hòa bình cũng gặp khó khăn lắm, mà cha tôi cũng đùm bọc chỉ đó, là năm đó mà máu chảy thành sông đó. Yeah. Còn bây giờ nữa thì mình không biết nha, chứ cái đó là trong kinh giảng nói là có rồi đó, xương thì thành núi, máu thành sông thì đã có rồi. Thì sao mới gom xương đồ lại rồi chắc lại mới xây cái tháp, bây giờ mình nhìn mấy cái sọ coi như cái núi còn gì nữa, mấy cái sọ người á, có biết không, có biết cái đó không? Em bữa bữa đầu em vô sư phụ đưa em vô chỗ chùa Ba Chóc á. Vậy đó hả, có đi đâu phải không? Dạ, đó đó, hồi đó miên mâm bót nó giết dân mình, chỉ nó con nít nha, nó nắm chân nó đập vô cái tường này. Còn đàn bà mình nó lấy cây nó sọt lại dưới, nó sọt đưa lên vậy nè, con nít nó nắm nó xé làm hai nè, mâm bót nó ác lắm. Năm đó nó giết dân sao mà Campuchia nó hẳn mình giữ gì coi, mình không biết, đó mình lớn biết chứ mình không biết đâu, cỡ đó mình còn nhỏ. Nó nói mình lấy đất này kia của nó không phải không con? Chắc không vậy quá à, nó sau này nó nói thuốc lốt ở đâu là đất của nó đó. Chỗ nào có cây thuốc lốt là đất của nó dành lại. Như cái tiếng như Sài Gòn, tiếng chạy chạy là Campuchia đó, Sóc Trăng này kia đó, cái tiếng là tiếng Campuchia không đó. Ừ, nhưng mà bây giờ người ta cũng theo đạo mình nhiều lắm, ta cũng tin tưởng đạo thầy đó, bởi vì đức thầy nói đâu có đó. Hồi xưa mấy chú không biết đâu, đức thầy ngồi họp với mấy ông Tây ở trên Hòa Hảo ha, thì ông Nguyễn Đài là xui với ông chú tôi mà, rồi thành ra tôi hay tới lui, rồi ông Nguyễn Đài mới kể cho mình nghe, ông Nguyễn Đài là xui ruột, xui luôn của chú tôi luôn, bị chú có đứa con gái một mà gả cho con ông đó. Là hồi xưa đó đức thầy lên ngồi họp với ông Nguyễn Đài, thì cái ông em rể tôi nè đi ra là ông chỉ mặt liền, ông nói em rể tôi là quỷ, ngạ quỷ đầu thai lên để báo đời, để sau này ông chết thê thảm lắm, ông em rể đó. Dì hai là cô giáo nha, giáo viên hồi xưa đó, đẹp là người lắm mà không biết sao mà có mắc nợ ông mà trả cho ông. Rồi ông Nguyễn Đài ông kể hồi xưa là đức thầy mình hợp với Tây hồi đó vô, thì đức thầy đó thì cũng giao thiệp cũng như là người ta khéo léo đó. Rồi ngồi nói chuyện cái ông Tây đó thì ông không có tin. Cái ông tự nhiên mời rót ly nước ra mời đức thầy uống, đức thầy mưng, thầy hắt vậy nè. Ông đứng dậy bắt lỗi, ông nói thầy khi dễ ông. Thì cái thầy nói tôi chữa cái kho xăng cho ông cháy ở dưới Bạc Liêu, đang cháy ở dưới, tôi chữa đó. Không tin giờ ông lên xe ông đi dưới có phải không? Thì ông này ông mới chở cái thầy đi dưới hỏi mấy đệ tử ông. Nó không biết sao mà kho xăng nó phật nó cháy, cái tự nhiên có đám mưa. Có đám mưa ngay cái chỗ kho xăng vậy đó. Mà khi tận rồi á, chữa xong cái kho xăng không có bị thiệt hại gì trơn nha. Nó vừa phát cháy lên là có một đám mưa ngay đó, mà khi chữa xong rồi một cái luồng nước trà nó rất là thơm luôn. Thì trong tay ổng mới tin, ổng mới quỳ xuống, ổng thọ giáo đức thầy luôn. Thì đức thầy hồi xưa là linh thiêng như vậy, bên ta mới ngộ đạo, bởi vì ở Hòa Hảo tu nhiều là như vậy, nhiều cái chuyện phải tin vậy đó. Còn mấy nước ngoài, miền ngoài đồ, người ta không có tin, người ta nghĩ là mình nói để thiên cơ rồi để dụ người, để là gạt rồi lấy tiền thôi. Nhưng mà thật ra đạo Hòa Hảo đâu có lấy tiền ai đâu. Nó bây giờ mấy chú vô cái đền thờ đi, có để thùng tiền đâu. Còn những người để thùng tiền đó là đức thầy có nói nhân hư chứ đạo bắt hư, những người đó là sau này là đài xuống địa ngục hết rồi, nếu mà thu tiền của bá gia bá tánh. Thì bây giờ bên đạo đức thầy tu là người ta không có thu tiền của ai, chỉ người ta mằng ra, ta có tiền ta làm phước thôi. Dạ, bây giờ theo cô Mỹ á, cái vấn nạn bây giờ á là mấy ông đạo lên mạng nói rằng Tết năm nay ăn không được, rồi không có ngày 30 mùng 1 này kia đó cô. Cái đó mình không biết đâu, mấy ổng nói là nói sao thì mấy ổng học tới đâu mấy ổng biết, mấy ổng nói chứ mình không biết. Mình không dám, mình chưa biết được cái chuyện bữa nay về ngày mai sao, chút nữa không biết ra sao, sao dám biết. Mà xưa mình đâu phải là đệ tử của đức thầy đâu, mà có biết đi chăng nữa đức thầy cũng đâu cho mình biết đâu. Đâu bao giờ đức thầy mà lộ vẽ ra cái chuyện thiên cơ bí ẩn của người ơn trên trước, người ta đã gia giảng ra kinh thì mình đọc mình kinh nghiệm, mình lo mình tu hiền thôi, lo làm phước đi thì nữa hưởng thôi, chứ còn cái chuyện đó là không dám nói đâu. Không ai dám nói, mà ông nào nói thì ông đâu biết thì ông nói làm chứ thằng này không dám. Mà nói gì nó gây hoang mang cho bà con. Hoang mang bà con. Rồi. Ngày Tết. Hồi nào giờ cô đi vùng núi này, cô đi chỗ nào mà năm năm bảy núi này, cô thấy cái chỗ nào một nhiệm cô kể rồi nghe cô. Hồi xưa có đi chứ, thời gian mà tôi có chồng rồi con cái học hành, tôi lo tôi đi mằng mướn mằng thuê trên thành phố được. Rồi tôi ở Bình Dương rồi tiếp với con, rồi tôi mới về đây chừng tháng mấy nay.
Nói chung là kinh giảng thì tôi cũng thuộc cái điểm nào thì tôi kinh nghiệm tôi để trong lòng tôi xét kỹ là tôi lo tôi tu thôi, chứ tôi không có dám mà nói ra cái gì hết. Tôi sợ lắm. Tôi sợ nói trật rồi tội lắm. Rồi, cảm ơn cô nhiều ha. Vậy thôi à.